lẽ ai cũng biết rằng tử vi là bộ môn huyền học giải đoán tương lai đời người về vận mạng, tình duyên, gia đạo, học hành thi cử, thời vận thịnh suy, tốt xấu. Qua video này chúng tôi sẽ bật mí cho bạn biết 8 điều bất ngờ về người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Thứ nhất, tổng quan về người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 tân sửu có ngũ hành nạp âm là bích thượng thổ trong đó thiên can là tân thuộc hành kim ghép với địa chi là sửu thuộc hành thổ ta có chi sinh nhập can nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành nên thuộc lứa tuổi đời gặp nhiều may mắn ít trở ngại dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp đỡ để vượt qua dễ dàng tân sửu có nhiều thổ tính trong tuổi mẫu người Người trung hậu, thủ tín, cẩn thận trước mọi vấn đề nên hành động đôi khi chậm chạp, có tính bảo thủ và giản dị, sinh vào mùa hạ, thu hay ở tuần cuối các mùa thì thuận mùa sinh, vì nhiều thổ tính nên các bộ phận tiêu hóa như dạ dày mật, lá lách nếu thiếu chất mộc chế ngự dễ bị suy yếu và có vấn đề khi lớn tuổi cho nên lưu ý từ thời trẻ để về già đỡ bận tâm. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát nhờ thế mà cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Thứ hai, Vị Phật nào độ mệnh cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961? Trong cuộc sống bất luận làm gì cũng không biết trước được kết quả, con người cầu khẩn tới thần Phật đều hy vọng cầu được ước thấy, nhanh chóng được phù hộ độ trì để hoàn thành tâm nguyện của bản thân bất cứ con giáp nào cũng có một vị phật dõi theo không thể thấy được bằng mắt thường nhưng cảm nhận được bằng tâm linh che chở và hướng con người tới những giá trị chân thiện mỹ đích thực trải qua mấy ngàn năm lịch sử các bản tôn được các tín đồ phật giáo tín phụng cúng dường trở thành các thiện thần hỗ trợ con người chuyển hung thành cát sự nghiệp hanh thông gia đình hạnh phúc có sức khỏe phòng tránh mọi bệnh tật kết hợp nhất thể với trường khí của con người thúc đẩy sự nghiệp phát triển gia đình hạnh phúc xã hội an khang vì thế nếu muốn hòa giải tai ương cầu bình an may mắn thành công thì người tuổi tân sửu nên đeo hình phật hư không tạng bồ tát sẽ giúp trí tuệ ngày càng tinh thông vượt khó khăn tâm đức lại càng được cảm hóa làm nhiều việc ích đức để lại cho con cháu đem tới bình an may mắn cho gia đình và người thân. Thứ ba, con số may mắn hợp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Các con số không chỉ đơn thuần dùng để tính toán mà còn mang nhiều ý nghĩa riêng, có thể là xấu cũng có thể là tốt. Trong phong thủy, mỗi người đều có những con số hợp tuổi nhất định ảnh hưởng đến chủ nhân lựa chọn nó. Nam mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hợp với các con số 1 3 4, nữ mạng tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hợp với các con số 1 3 4. Thứ tư, màu sắc đá phong thủy hợp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tân Sửu sinh năm 1961 có ngũ hành nạp âm thuộc thổ, Bích Thượng Thổ sẽ hợp nhất với các màu đỏ, tím, hồng, cam thuộc hành hỏa vì hỏa sinh thổ sau đó là các màu vàng, nâu đất thuộc hành thổ sẽ giúp bổ sung nguồn năng lượng cho chính bản mệnh của mình. Vậy để gia tăng vượng khí, giúp đường công danh sự nghiệp thêm hanh thông, thuận lợi, mọi việc được thuận buồm xuôi gió, bạn nên kết hợp sử dụng các loại trang sức đá phong thủy có những màu này như vòng đeo tay đá, vòng tay đá tam hợp, Phật bản mệnh, vân vân. Sau đây là một số mẫu đá phong thủy hợp với người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961 như đá thạch anh tóc đỏ đá thạch anh hồng đá thạch anh mắt hổ vàng đá agate đỏ đá thạch anh tím đá thạch anh vàng thứ năm tính cách sự nghiệp người tuổi tân Sửu sinh năm 1961 Đứng ở vị trí thứ hai trong 12 con giáp, trâu được xem là một loài vật rất to khỏe, chịu thương, chịu khó, làm việc vất vả, nên những người tuổi tân sửu thường hay rất chịu đựng, hy sinh, đơn giản lại mộc mạc thật thà, chân thành. Chính vì vậy mà những người tuổi tân sửu thường rất được nhiều người kính trọng. Trong cuộc sống hay trong công việc, những người tuổi tân sửu thường là những nhà lãnh đạo rất tận tâm. Họ luôn có sự chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Những người tuổi châu, họ luôn chuẩn bị với một tâm lý vững vàng, rất ít bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Có thể nói, điểm mạnh của những người tuổi châu đó là họ rất lương thiện, Siêng năng, chịu khó, cần cù, bền bỉ và thận trọng trong mọi việc. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu đôi khi rất bướng bỉnh, khó gần và không có khả năng biểu hiện cảm xúc của mình. Tuổi Tân Sửu, đa phần cuộc đời họ sẽ gặp được nhiều may mắn, công danh khá thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, nhất là vào thời kỳ trung vận, sự nghiệp của họ sẽ có những dấu ấn rõ nét trong công việc khi phải đưa ra quyết định họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn ít khi bị mắc sai lầm bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người tuy nhiên những trường hợp cần phải quyết đoán Tuổi tân sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi tân sửu có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho người khác. Tuy nhiên, tuổi tân sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho người đang gặp khó khăn. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì tuổi Tân Sử vẫn ung dung hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Tài lộc, công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến hay không phải làm sao mới được cấp trên cất nhắc, nắm bắt cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường đây là những vấn đề không của riêng ai không chỉ những người theo nghiệp quan chức mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính công nhân người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm vận tài lộc thuận lợi sẽ ảnh hưởng đến tài chính bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc sự nghiệp để tăng thu nhập muốn có một cuộc sống sung túc giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc phát triển sự nghiệp Người sinh năm Tân Sửu có số thương mại, vì vậy Tân Sửu nếu muốn làm giàu thì tốt nhất là buôn bán. Họ là người có tài ứng đối lưu loát, năng lực ngoại giao, là người khôn khéo, chắc chắn trong việc xử lý các vấn đề. Tân Sửu cũng là người rất thiện tâm, hay cứu giúp mọi người. Họ dễ thành công, tuy nhiên cũng rất dễ bị lừa, nhất là trên vấn đề tình cảm. Vì vậy từ trung niên về già họ mới có cuộc sống vinh hoa. Tuổi Tân Sửu muốn làm việc nhàn hạ, ít muốn nhọc nhằn, xốc vác. Sinh vào năm Tân Sửu, những quý cô thuộc tuổi này, cuộc đời sẽ có rất nhiều tốt đẹp về tình cảm, thời nhỏ cuộc sống gặp phải nhiều lao đao, chỉ đến trung vận mới được vững chắc, còn về các vấn đề khác như gia đình, sự nghiệp thì chỉ khi gặp phải thất bại họ mới tìm đến được thành công, về hậu vận mới được an nhàn. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt. Tiền kiếm được nhiều mà chi tiêu cũng hết nhanh. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến. Nhờ đó mà phát tài, xong đừng vì thế mà chìm đắm, buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp nên những người tuổi tân sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài. Nếu có thể sửa được điểm này thì các tài lộc thanh thang, giàu sang phú quý. Thứ sáu, các hướng hợp với tuổi tân sửu sinh năm 1961. Nam mạng tuổi tân sửu hợp với các hướng. Thứ nhất, hướng Bắc, Thiên y sẽ nhận được che chở, vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thứ hai, hướng đông phục vị có cuộc sống bình an trước mọi sóng gió, nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Thứ ba, hợp hướng nam sinh khí, phúc khí vào nhà, tiền tài kéo tới, thuận lợi cho cả con đường công danh và sự nghiệp. Thứ tư, hướng đông nam, duyên niên, cuộc sống đi vào quỹ đạo, tiền vào đều đều, tai qua nạn khỏi, sóng gió tĩnh lặng, cuộc sống bình an. Nam mạng sinh năm tân sửu, cần tránh các hướng xấu như hướng tây bắc, phạm ngũ quỷ, mất của cải, thất nghiệp, hướng đông bắc, phạm lục sát, gặp rắc rối về chuyện tình cảm, có thể gặp tai nạn, hướng tây, phạm tuyệt mệnh, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, tính mạng bị đe dọa, hướng tây nam, phạm họa hại, mọi sự khi làm đều nhận sự thất bại, gặp nhiều sóng gió, rắc rối thường xuyên ập đến. Thứ bảy, các tuổi hợp với tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, Nam mạng trong làm ăn nên kết hợp với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ trong việc lựa chọn vợ chồng nên kết duyên với các tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Các tuổi đại kỵ cần tránh là tuổi Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Nữ mạng tân sửu trong việc làm ăn nên kết hợp với các tuổi quý mão, ất tỵ, kỷ dậu. Trong việc lựa chọn vợ chồng nên kết duyên với tuổi quý mão, ất tỵ, kỷ dậu, canh tý, kỷ hợi. Các tuổi đại kỵ cần tránh là tuổi giáp thìn và tuổi bính thìn. Thứ 8. tình cảm của người tuổi tân sửu sinh năm 1961 Sử không phải là cung mệnh tách biệt, rụt rè nhất trong 12 con giáp, chỉ vì họ muốn được riêng một mình. Thông thường, những người này thường có một nhóm bạn, tuy nhiên không nhiều, nhưng là những người bạn trung thành, thân tín. Trong chuyện tình cảm, họ không phải là người lụy tình hay vì quá đa sầu, đa cảm, nhưng họ yêu một cách sâu sắc. Một khi đã dành hết trái tim cho ai, họ sẽ trung thủy, ít khi nào thay đổi tuy vẻ ngoài lặng lẽ nhưng trong lòng lại có một trái tim nồng nhiệt thế giới nội tâm vô cùng phong phú đừng tưởng rằng ngày thường họ luôn đùng đỉnh thủng thẳng mọi chuyện đều nhẫn nại kiên trì kỳ thực chẳng qua bạn giấu kín bản tính sôi nổi trong nơi thẳm sâu của tâm hồn nhưng đa phần bạn bè người thân đều không hiểu bạn tuy bạn có thế giới nội tâm phong phú một trái tim nhiệt thành nhưng đáng tiếc thường không suôn sẻ trong đường tình duyên bạn thường khá đơn độc cô đơn thỉnh thoảng gặp được người bạn tương đối thích bạn vẫn không chủ định đi tiếp cận có cơ hội tốt chăng nữa bạn vẫn không chịu giữ chặt lấy mọi thứ đều là vì sai lầm của bản thân bạn mà trôi đi như dòng nước nữ giới tuổi tân sử rất bình tĩnh ôn hòa cẩn thận nhẫn nại là người phụ nữ tốt tính phụ nữ tuổi sử có trí nhớ tốt nhưng hay bất mãn nếu ai làm họ bị tổn thương họ sẽ ghi nhớ suốt đời từng chi tiết nếu thất bại trong tình ái họ sẽ chôn mình trong công việc hoặc né tránh hiểm nguy bằng cuộc sống độc thân hễ họ đã thích đối phương thì sẽ toàn tâm toàn ý đối với người mình yêu dù có gặp một đối tượng khác tốt hơn họ cũng sẽ không vì thế mà thay lòng đổi dạ họ có một lòng một dạ với chồng không hề có tâm tư gì thậm chí có thể vì chồng vì con thay đổi bản thân chẳng hạn như kiểu tóc phụ sức hay dáng vẻ họ là một người vợ tốt đồng thời dốc lòng dốc sức chăm lo việc gia đình là một phụ nữ tuân thủ chế độ hôn nhân tính cách khá thủ cựu đàn ông tuổi tân sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục đoan trang dịu dàng họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư suy nghĩ thầm kín của mình những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai vì vậy tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm rất quan tâm yêu thương gia đình nhưng đôi khi đàn ông tuổi sửu gia trưởng và nóng này luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho thạch linh channel nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau